chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị đồng hành cùng Minh Ngọc, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào chị. Xin chào Minh Ngọc và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngày hôm nay thì chủ đề rất là thú vị. Và thú vị như thế nào, gần gũi ra sao? Thì xin mời tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và quý vị khán giả hãy cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nha. Má, trời ơi, đi về giờ này nó kẹt xe, ta nói nhúc nhích không được luôn á. Có gì uống mát mát không má? Có gì uống mát mát, uống thì đi xuống dưới tủ lạnh coi có gì uống thì uống. Con má không mới về. Ủa con gái sao đây con? Trời ơi, sao gì mệt vậy con? Ủa mọi người đường đông lắm hả? Gỡ được đôi giày nó đã gì đâu á. Sao vậy con? Gỡ cái đôi giày ra nãy giờ á, đường kẹt xe cứng ngắc, mang đôi giày cứng ngắc. Gỡ đôi giày ra mang đôi dép nó khủng. Dạ mệt, thở không nổi luôn á má. Con mệt lắm luôn á. Mệt con, con mệt không? Trời ơi quá mệt luôn. Thôi giờ vậy nè, mệt quá thì giờ vậy nha. Để má má pha nước cam cho hai đứa uống. Ơi được á má. Ý mà thôi, má làm rau má cho hai đứa uống nha. Rau má sữa nha má. Ở đâu có? Để má làm cho chị Kim ly, lại cho anh con ly. Còn nếu mà còn dư đó thì coi như là má ý qua cho con. Má ơi. Hả? Dạ cho con gửi tiền sinh hoạt phí tháng này, chứ còn nhiêu á má cất giữ giùm con nha. Đúng là con cái rượu của má. Ủa cha thương. Con mới chuyển khoản cho má ít tiền á. Tiền gì con? Tiền phí gửi cho má xài chơi vậy đó. Còn cái tiền kia, phí kia thì để lát vợ về cho vợ con đưa tiền mặt cho má sao? Dễ thương chưa? Bởi vậy ta nói là phải sanh con trai. Đúng không? Sanh con trai làm ăn mới khá. Hả? Hả? Con cũng có cái này gửi cho má. Anh chị gửi tiền rồi. Con có mấy bộ đồ dơ mới tập về nè. Má giặt giùm con. Nói nghe nè, giữa con với má ai khỏe hơn ai? Má giặt thì nói con rảnh rỗi quá mà làm gì không giặt, lẽ ra con phải giặt đồ hết cho cả nhà mới đúng. Má nói không mà đâu có làm cái gì đâu nè. Thôi bây giờ vậy nè, đây chồng má chúng má lên má cất tiền kia, sau có má xuống má làm nước hai đứa uống, xong rồi cái nè dọn cơm hai đứa ăn nha. Má lại vui vẻ quá à. Vui chứ. Má đi cẩn thận. Có con trai này cũng ngoan. Má đi cẩn thận. Ồ, con gái rồi cũng có hiếu nè. Má đi cẩn thận. Ừ. Con trai nè. Cẩn thận nha má. À. Để con trai với con gái ở dưới đây lo. À. Hai con trai nè, con gái nè, này con ghẻ. Ừ. Đúng rồi, ừ. Mấy anh chị có tiền mà, có tiền là có quyền thôi. Mày dư biết ở trong nhà là má thương mày nhất nha. Ủa thương kiểu đó đó hả? Nha, đừng có làm nũng nha. Nha. Thôi đi, đàn ông con trai bao nhiêu tuổi rồi. Em thừa biết là hả, chị với anh hai cũng ganh tị với em thôi. Em đi ganh tị với chị với anh hai, trời má. Lâu lâu má làm vậy á, có làm nũng à. Làm không, ghê. Gì, em không cần biết. Ừ, nói chung là bây giờ là má thương anh chị hơn đúng không? Ok, em đi. Đi đi. Đi đi, ê, đi luôn nha. Ê, đi là nói được nha. Mày về một cái là quê lắm á nha bác nha. Quê thì quê chứ, đói bụng thì cũng về ăn thôi. Ăn xong no em đi tiếp, ok? Ủa trời ơi, tao như tiền của má nó lấy hết là nó vậy đó. Kim. Dạ. Em đưa tiền cho má hả? Đó nè, anh mới thấy nó. Đưa tiền từ hồi nào vậy? Tiền sinh hoạt thì đưa giống mọi người, còn tiền em gửi má giữ giùm em thì chắc gần năm rồi đó. Ê, em lớn rồi, đâu còn phải con nít đâu. Cũng phải giữ tiền trong người mình chút chứ, đâu phải tiền gì cũng đưa cho má được đâu. Không thì em vẫn có tiền xài mà, với lại em cũng gửi tiết kiệm ngân hàng nữa. Thì gửi tiền ngân hàng thì tự nhiên gửi tiền cho má. Trời, thật ra thì em cũng có tiền, giống như tiền ngân hàng đó. Em gửi ngân hàng là tiền đó là em không có tính tới luôn, coi như là một cái vốn để dành đi. Còn cái này là hả em á, anh cũng biết mà, em xài quan phí lắm, thấy cái gì cũng thích mua hết trơn á, nên em gửi má giữ giùm. Thí dụ có muốn mua cái gì đi thì hả cứ hả kêu má đưa tiền nhanh gọn lẹ. Mà anh biết không, nhiều khi hả lấy tiền của má nha khó hơn lấy tiền ngân hàng. Má là chỉ có đi vô thôi chứ chi ra khó lắm, nên thôi để má giữ đi cho an toàn. Bởi vì em không biết gì hết trơn á trời. Bây giờ nè, má thì em biết rồi, ví dụ đưa cho má xài không nói gì,
Mà cái gì quan trọng ở đây là cái gì biết không? Em hiểu không? Ai á mà rủ rỉ vuốt nhẹ má một cái, bao nhiêu tiền của má đưa hết. Em hiểu không? Em hiểu ý anh nói không? Có gì em nói chuyện với má sao? Ừ. Ủa anh? Gì? Ba về quê nữa rồi hả? Ờ thì ba về dưới quê, ba lấy cái tiền thuê đất của người ta với lại tiền thu qua lợi đó, chứ không có gì đâu. Mà nhớ giùm anh cái vụ kia đi nha. Cái gì con? Sao mà con lấy tiền lợi để làm gì nè? Dạ thì con lớn rồi, con muốn giữ tiền thôi, nên má đưa tiền lại cho con được không má? Đó, con mà giữ tiền là trong một ngày cũng xài hết, cho nên má giữ là hợp lý. Má ơi, thôi này, đừng có diễn ơi. Không, con sợ cái tính của con sao má không biết được. Mày nhảy đùng lên mày làm. Thôi, không, con tự ấm ức với bản thân con. Sao con lớn tới mức độ này rồi mà con còn để má lo lắng về cái chuyện tiền bạc của con. Con không kiềm chế được bản tính của con, tức quá mà. Bây giờ má đưa tiền lại cho con đi. Con phải tự kiềm chế cái bản tính mà xài tiền hoang phí của con. Con không để má lo lắng nữa má ơi. Quá nông nổi. Con thấy chưa? Nổi cái chuyện mà con khao khát lấy lại tiền, mà con vật vã, con nhảy nhót, con la hét, làm sao má có thể tin được cái sự bản lĩnh của đứa con gái cầm cái đồng tiền trong tay. Con thấy chưa? Chính vì vậy cho nên bây giờ con nên đưa tiền cho má. Má để con giữ đi, con lớn rồi, con phải có trách nhiệm với cuộc đời con. Con là thôi, con gái thôi, má thôi, 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 được rồi. Thì bây giờ tiền con, nếu mà con cần thì má đưa cho con chứ, má giữ để làm gì, đúng không? Làm gì mà vật vã dữ vậy không biết nữa. Đưa tiền đi má. Gì má? Thôi, má chết rồi. Ôi trời, má gì má? Nhức đầu, sao tự nhiên? Sao vậy? Má bị sao? Má ơi. Tuột rồi. Má đi đuổi áp, lên giường rồi. Má chờ con chút nha, con đi lấy thuốc cho má nha. Má ơi, anh ơi, má tuột rồi nha. Kim ơi. Má ơi, má chờ con chút nha má ơi. Má khóa cửa rồi. Kim ơi, bỗng dưng sao má cảm thấy má quá buồn ngủ. Bây giờ má rất là khỏe, không phải tuột huyết áp đâu con, mà cơn buồn ngủ ập tới đó. Thôi chuyện má gì ơi, má có sao mẹ không, má? Mẹ con mình không có sao đâu, mẹ con mình ngày mai nói chuyện nha con. Rồi má khóa cửa rồi. Má ơi. Má. À. Má ơi. À. Dạ. Tao đây. À, đi đâu hả? Má. Má làm gì? Con kêu má ra ngoài trước ngồi chơi thôi mà. Ba đứa bay trận ba đầu à? Đau quá. Ý là con mới hỏi má, mắc gì má cứ trốn tụi con hoài à? Không rồi, chị ba chỉ muốn gặp má. Ơi. Dù đó là sao mà? Đi đây nè. Tôi á là tôi. Nói là tôi đã chuẩn bị để tôi trả cho mấy người. Thôi mình trả luôn đi má. Trời ơi, có cái gì nè. Giữ mất công rồi, mình phải giữ rồi mình lo lắng. Má ơi, má. Gì con? Ý là con muốn má đưa lại cho con hết á. Đưa hết kìa má, đưa hết cho chị đi. Giữ lại chi mang tiếng má. Cái này còn lắm có một hai lần thôi á. Chứ sao mà cả năm mà. Hết rồi. Má xài hết rồi. Ủa. Má ơi, chi dụng cho gia đình mình rồi, hiểu không? Mà bình tĩnh nghe nè. Hai cái baby bình tĩnh nghe nè, làm gì mà trời, má xài cái gì vậy? Má không thể xài tới mức độ đó đâu. Sao má lo cho gia đình gì dữ vậy? Là tháng nào cũng có tiền sinh hoạt phí của ta đưa cho ông Phát á. Đó. Con làm gì con, nó ngây thơ lắm mà mắc tròn xe. Trước cái bữa mà bể dụ một mình nợ 150 triệu đó, nhớ không? Đó, mình lúc nào cũng xin má thì 5 triệu, 6 triệu, 10 triệu. Má ngắt, má đưa từ từ. Là má ngắt cái tiền của chị ba gửi á hả?
Vậy chứ tao gắn tao làm gì? Mau nói con sớm từ đầu đi, con biết rồi. Nói sớm mày, mày có tiền rồi mày trả lại không? Vâng, và chị Tô Nha biết không, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật của một chị khán giả gửi về cho chương trình. Thực ra nó có nhiều cái kịch bản lắm, nhưng mà cái mô típ này, tức là cái kiểu câu chuyện này, nó cũng không phải là một câu chuyện cá biệt đâu. Mình khoan hãy nói về việc đúng sai, bởi vì cái câu chuyện của chúng ta chắc là cũng phải được nhìn dưới rất là nhiều những cái góc độ. Nhưng mà đây là những cái diễn biến có thật, hoàn toàn có thật, khi mà chúng ta sẽ vì một cái lý do nào đó để có thể rất là dễ dàng và không có chặt chẽ trong câu chuyện đó là kiểm soát chi tiêu, hoặc là cũng không có hợp lý trong cái việc đó là sử dụng cái nguồn tiền mà mình đang vốn là giữ giùm một nhân vật khác, chứ không phải là tiền của mình, để rồi khi mà hậu quả nó diễn ra, nó đổ bể, thực sự rất là khó giải quyết, bởi vì nó chồng chéo lên nhau về cái câu chuyện tình tiền, rồi tình thân, rồi nghĩa ruột rà. Nó có rất là nhiều vấn đề để khó có thể phân định với nhau. Nhưng mà trong trường hợp này thì Kim phải phản ứng ra sao đây? Thực ra thì mình nghĩ rằng là cái việc mà nếu như trong trường hợp mà cái việc chi tiêu mà nó dành riêng cho bản thân bà Thủy á, thì mình nghĩ là cũng sẽ không có sự hẹp hòi nào ở đây, bởi vì nó đã nằm trong cái tiên liệu trước đó của Kim rồi. Khi mà Kim nghĩ rằng là để cho mẹ có thể dư giả, mẹ có thể dễ thở trong cái câu chuyện tài chính thì cũng là một cái ý tốt. Nhưng mà thông thường á, khi mà nó đã liên quan đến một cái nhân vật thứ ba, thì chúng ta, mình nghĩ rằng cái việc mà chúng ta quyết liệt lúc này không phải là chúng ta cạn tình, mà là chúng ta hướng tới một cái mục tiêu lớn hơn. Mà trong rất nhiều câu chuyện trước đây ở gia đình ông Trung bà Thủy, chúng ta đã nói về điều này rồi, đó là sự trưởng thành và trách nhiệm của Phát. Về câu chuyện tiền bạc, về câu chuyện tài chính, gọi là được đưa ra lời khuyên, thì mình vẫn ủng hộ cái quyết định đó, là bằng một cách nào đó cái việc gọi là hoàn trả cho Kim phải là việc phải diễn ra. Còn bà Thủy hoàn trả hay Phát hoàn trả, đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể tính thêm một cái bước nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như Kim im lặng chuyện này, điều này đồng nghĩa với việc là mình đang bao che cho Phát. Điều này đồng nghĩa với việc làm cho Phát hiểu rằng là thực ra anh ta không cần phải có một cái trách nhiệm nào về tài chính với bản thân. Thì mình nghĩ rằng là câu chuyện ở đây nó không đơn giản là việc trả tiền lại cho Kim, mà nó là cái câu chuyện là làm sao để Phát nhận ra cái trách nhiệm của mình, và rõ ràng đây là cái phần tiền mà mình không có được rờ tới. Tuy nhiên từ cái câu chuyện này nè, trong thực tế chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng là có những cái xô lệch trong quan hệ gia đình, có những cái sự sức mẻ tình cảm mà vốn dĩ không phải những đứa con không thương mẹ, mà nó đến từ cái câu chuyện đó là người ta bị đổ vỡ niềm tin. Thực ra khi Kim gửi tiền cho bà Thủy, và trong nhiều những cái câu chuyện khác ở cuộc sống, thưa quý vị, chúng ta gửi tiền cho ba mẹ mặc dù chúng ta gọi là giữ giùm, nhưng chúng ta mặc định rằng thôi ba mẹ xài cũng không sao. Và điều đó nó làm cho những người con cảm thấy yên lòng, vì mình phần nào cũng trả hiếu. Tuy nhiên càng tin tưởng bao nhiêu, càng yên lòng bao nhiêu, càng cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu, thì đến một ngày mà chúng ta nhận ra là ba mẹ mình không hề sử dụng cái quỹ tiền đó. Và cái quỹ tiền đó nó lại đang được sử dụng bởi một người có sức lao động, bởi một người không biết sửa sai, bởi một cái người không có trách nhiệm. Thì cái niềm, gọi là cái niềm đau đó nó lớn vô cùng. Vừa là cái câu chuyện là ba mẹ mình lại không có, gọi là không có nghĩ cho cái công lao động của mình, và đồng thời ba mẹ mình sử dụng nguồn tiền một cách thực sự không hợp lý. Tất cả những cái điều đó nó làm cho con người ta cảm thấy đau lòng và dẫn đến nhiều những cái diễn biến khác. Và còn chưa kể là cái câu chuyện này xảy ra là bởi vì bà Thủy không đủ cứng cỏi và không đủ rạch ròi là đây là tiền của cô Kim. Đúng rồi, đưa gửi giữ giùm ở bà Thủy, chứ không phải là đây là một khoản tiền bà Thủy có thể đem để mà cho anh Phát. Chính xác. Thực ra thì với cái chuyện là chúng ta có những cái định nghĩa cụ thể về công lao động của từng đứa con, cũng như là chúng ta nhìn nhận một cách thực sự khách quan về đóng góp của các đứa con, nó là một điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong thực tế chúng ta sẽ thấy có những cái trường hợp nặng hơn, anh em tranh giành nhau về của thừa kế, anh em đấu đá nhau về những cái vấn đề thuộc về tài sản chung. Thực ra tất cả những điều đó, nếu như nó đến từ sự rạch ròi của cha mẹ, nó đến từ sự thừa nhận của cha mẹ trên vai trò của từng đứa con, và nó có những cái quyết định rất là rõ ràng mà không ai có thể thay đổi, thì chúng ta đã ngay từ đầu ngăn chặn được cái chuyện nồi da sáo thịt này rồi. Cho nên nói gì thì nói, cái với tư cách làm cha mẹ, người ta nói là nhà dột từ nóc, thì chúng ta hãy làm một cái nóc nhà, một cái rường cột thực sự chắc chắn, để trong đó gia đình giữ được hòa khí với nhau. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã giúp cho quý vị khán giả chúng ta sẽ có được những cách để giao tiếp với những thành viên trong gia đình hiệu quả, và cũng như là rõ ràng trong cả tiền bạc, chi tiêu lẫn tình cảm trong gia đình nữa. Và chúng ta sẽ còn nhiều điều chia sẻ cùng nhau trong những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc. Hãy đón xem vào lúc 16h40 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ đây thì Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trời ơi má ơi, đó là tiền cả năm để dành của con phải là công lên chuyển số, con cũng phải thức khuya dậy sớm, con cũng phải hả đi làm cái đủ số tiền đó chứ, tự nhiên con xin xỏ người ta cho con số tiền đó hả má? Con ơi, ai đi
đi làm cũng phải thức dậy sớm thức khuya chứ không phải mình con đâu con.